Để tất cả mọi người được vui xuân đón Tết Nguyên đán, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh đã huy động hội viên gói 9.000 chiếc bánh chưng, tương đương với 2 tấn gạo nếp để dành tặng cho 4.600 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kêu gọi sự tham gia hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội viên phụ nữ quyên góp tiền và hiện vật tặng gần 9.000 phần quà có tổng trị giá gần 2 tỷ đồng trao tặng gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh là nguồn động viên tinh thần giúp cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi vươn lên ổn định cuộc sống và đón Tết cổ truyền của dân tộc trong sự ấm áp và chan chứa nghĩa tình.